Hello mọi người nhớ, thì gần đây này mình sẽ review cho anh em cái con nhân vật Sonoko. Đó, cái con nhân vật mà trong ngày hôm nay. Các con nhân vật và 04A1 VIP Noble Growth. Đây là hình dạng khi bên thủ này, bên GR này. Còn đây là bên công này, bên BN này. Đấy, và đây là bên khi DI hoặc là chơi zombie nó sẽ có hình dạng như thế này. Đó, giờ mình sẽ vào trong xem nó có những chức năng gì. Tấn công nhanh cận chiến này, vũ khí phi đao này, zombie khi chiến trạng thái là có nhân vật riêng của nó này. Đấy, tốc độ đổi súng nhanh này. Đấy, miễn dịch sát thương này, chống bom đồng đội và khi nhảy cao thì sẽ không bị mất máu. Đấy, thế đại khái nó là như thế. Giờ mình sẽ vào test thử cái chức năng phi dao của nó nhé. Ok, mình sẽ test thử chức năng phi dao và tí nữa mình có thời gian thì mình sẽ test cái chiếc cho mình đi này. Mình sẽ test cái chức năng gọi là đá xoáy. Ok, bỏ. Rồi. Ấy, ở trong chiếc trong đây này thì như các bạn không có thể thấy là khi phi trúng một phát vào địch thì địch sẽ mất một lần là 90 HP, 90 CC. Chiếc trong đây này ở trong chế độ đấu đội, đấu rank, đấu C4. Và trong tất cả các chế độ PvP thì nó có cái mục tiêu là hình dạng mũi tiêu đơn này. Còn trong chế độ zombie hoặc là AI, cái phi tiêu của nó sẽ thành kiểu phi cái móng cào của người sói ấy, nó sẽ trở thành ba cái. Nó màu đỏ. Đấy, mình thì mình thích cái con nhân vật ở bên BL hơn bởi vì nó rất là đẹp, mặc váy mà Sonoko. Đấy là con nhân vật đặc biệt của Nhật Bản này. Đó, nào tên nút vào này xong mình sẽ ra đá xoáy nhở. May ra đấy, chết trăm đi. Chết con một cái rồi, chết trăm đi. Ok, giờ mình sẽ ra test kiểu đá xoáy nhở. Vâng, mình đang quay trở lại đây. Rồi, như các bạn cũng có thể thấy cái quả đá xoáy của nó này, trần rất là to. Mình thì nãy mình có đá thử một ván rồi, nói chung là đá ngu nên sub L từ đầu trận đến cuối trận. Úi giời ơi, đấy mình ấn rồi đây nhưng mà ấn rất là khó. Các bạn vừa di chuyển vừa đá thì cực kỳ khó luôn. Nếu mà các bạn đá thì bắt buộc là cái con nhân vật của các bạn là phải đứng im một lúc cơ, xong mới có thể đi được. Đấy, rất là khó. Cái, ui, cái con cờ hó này sao mày lại ăn thằng kia của tao. Vì đá một phát thì không chết đâu, chỉ có đá vào đầu thì một phát mới chết thôi. Đá vào người thì một phát chỉ có 90 HP thôi, nên không thể chết được. Đấy, chỉnh lại nó gần tí để cho nó dễ. À, có thằng đằng sau này. Mày, mày vào đây con chó đấy. Mày, coi đây con cờ hó đấy. À, trời, 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 ui chứ. Mày nhớ, nó mà quẩy thì phát nữa mình bay rồi. Này, ôi em ơi, sao em lại không đơ? Anh có mỗi em là có mỗi mấy em treo là để còn vớt phát được tí kim thôi. Thể hiện cái độ đa xoáy của mình. Thế mà em mới động nào. Vào đây. Vào đây này, giờ mình sẽ đá một phát, nếu mà nó còn ít máu thì mình sẽ cầm ra mình chém. Nào vào đây em ơi, anh ít máu đấy. Ôi. Khó này, nó cầm sẻng. Vào đây anh đá hết. Vào đây anh đá hết luôn. Vào đây đây cơ ơi, vào. À, có cái roi mây này. Khi nào rảnh mình sẽ làm clip về cái coi về cái cây roi mây này. Mình được bạn có một bạn gửi ác cho mình rồi. Nào vào đây. Mày đấy. Một phát đã one hit one kill luôn. Headshot. One hit one kill ở trong chế độ headshot. Còn ở trọng còn mày. Con của nó lại mày. Mày ở đây. Đấy, đấy là mình vừa chạy mình vừa ấn ấy còn không ấn được đâu. Mình vừa ấn cái nút đá xoáy không ấn được. Đấy, review qua cho anh xem thôi bởi vì cái này nó rất là khó. Nó khó nổi tiếng từ cái bản China rồi mà. Nào, tập trung nào. Nào vào đây mày. Vào đây mày. Vào đây, phá đi. Trời ơi. Rồi, chuẩn rồi, đúng kịch bản rồi. Đấy. Chết cha mày đi này. Này, một khi anh đã đá vào đầu là chỉ có ngu người thôi. Chết đi này. Rồi, ôi, được 3 quả headshot vàng ươm. 3 quả táo vàng ươm. Rồi rồi.
vào đi. Bỏ mẹ đá không được, ấn đâm đá không được. Đấy các bạn thấy không? Ấn đá. Ấn mãi nó mới được. Trời ơi, mấy chị này chị sợ phũ rồi. Qua lên cho bà ấy. Bà sao mình cuối cùng mình quay lại mình đá phát chết tươi. Chết cha mì này, này chị chém mông này. Ui, nhìn 5 quả táo luôn. Cái mạng thứ tư là mình cũng ăn táo vàng đấy. 5 quả táo vàng, chóe. Đá đi, đá đi, đá đi, đá đi, đá đi. Rồi, xong rồi. Các bạn thấy hay thì nhớ subscribe kênh để cập nhật thêm nhiều clip mới nhất về cái tựa game này nhá. Đạp đá, ngồi thì không đá được quả chim rồi. Đá cho phát quả chim này chăm đấy. Chết này em đi này. Đấy, mình cũng dừng clip đây thôi. Bye bye mọi người nhá. Đá, 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 đá. Úi dồi ôi, liên hoàn cước này.